Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Khải em ơi. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ anh nghĩ mình Vu Lan báo hiếu cho anh em xem nha. Event thì vạn á thì hết 1.000 cái thì tốn 7.000 vạn kèm với 150k điểm tốn kim. Đó là mua dây lụa 7 vạn rồi anh em. Còn event tiền xu á thì mua dây vĩnh cửu thì với 10 xu thì 1.000 cái sẽ tốn 10k xu. Thì anh hết hai event này thì tương đương 10k xu kèm với 7k vạn kèm với 200k điểm tốn kim. Thì khoảng 2 kim nữa. Thì tổng chi phí là khoảng 12 kim nguyên bảo và với 7k vạn thì khoảng tầm 6 kim nguyên bảo nữa đi. Cho 7 kim đi, cho nó tròn là khoảng 19 kim. Thì anh hết event này tốn khoảng tầm 1 triệu 3 nha em, gần sắp xỉ 1 triệu 3 nha em. Để xem thử 1 triệu 3 này thử Khải ra cái gì nha. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại video này Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi. Anh em đang xem live trực tiếp thì cũng dạy cho một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Ok, bây giờ chúng ta cùng lên Hoa Sơn cánh ký chương. Anh event nha em. Đó, let's go. Xem được gì đây. Anh chưa ok. Ê, đường môn Khải nha nào. Xét hiệp cốt anh em cũng biết rồi, ép là kháng cả ba này. Áo mát, nhận mát, bồi mát. Nhận chón kháng hỏa, ba tay dùng thủ lý. Ông thủ lý 500, nón thủ lý 500, lưng thủ lý 500, dây thủ lý 500 đó. Ấn ấn kháng hỏa và mặt nạ may mắn và trang sức. Hôm nay anh nghĩ mình lấy trang sức với mặt nạ kháng cảnh năm là thành 10 nè. Rồi, cảnh này. Let's go. Cái gì mà phá ở đây? Một cái pháo à, pháo này đi bắn cái chỗ kia nè, bắn. Xem cái gì nha. Khả năng anh em mình tiền xu nha năm. Hello Thiện Chí Hồ nha, hello anh em. Một viên thiện tinh. Dây cột làm gì đây? Kinh cột tình mẹ vãi chướng nha. Này chẳng nón nữa. Tiền thấu lỗ. Trời, tiên thua lỗ không vậy? Trời, đầu tiên thua lỗ không vậy cha? Một bình phúc duyên à, một bình quế tử đại phúc duyên. Gần 300 cái rồi nè em ơi. Này chắc anh Evan full chắc được 7 tỷ rưỡi, 7 tỷ rưỡi chứ nhiêu lên được nhiêu đây. Trời, 7 tỷ rưỡi anh thì mình chắc lên được cao lắm, 124 nè em ơi. Chắc là cao lắm, lên được 124 là đứng hình rồi. Một tiên thua lỗ nữa. Đang yên bình anh em ơi. Úp cấp cho nó anh em ơi. Sẵn cánh căng khôn cho nó khỏe nằm đá tống kim cho nó sướng. Đủ đường đó có cái nịt nha. Kỹ năng tiềm năng đâu, kỹ năng tiềm năng đâu. Toàn là tốt văn hội không vậy. Tốt hội cá nhân. Một bình thiên sơn. Đủ. Cắn luôn bình quái cửu luôn. Đi qua thành khác đây. Này nhỏ dữ. Nhảy thành đi anh em ơi. Này nhảy thành đi. Một mặt nạ gì đây mình mắn bức à, mắn nhiều lắm anh mấy mũi bình mặt nạ nhiều lắm thì tin à. Để trước khi anh mình anh em chúng ta cùng trở lại với xem thử event mùa này nó có những gì nha. Đây nè, đây anh em giới thiệu sơ qua cái event thì thời gian bắt đầu vào lúc ở trên này ngay 25 tháng 6 nhưng mà bữa trước đăng trong thời gian gộp server anh em. Đến ngày 29 mới gộp xong á và đến ngày ngày 1 mới ăn được. Thì nay ăn được 2 ngày á. Thì ngày 1 mới bắt đầu ăn. Kết thúc là ngày 15 tháng 7. Rồi để xem. Mấy nguyên liệu này là khai mở ra cái chanh quá trời thật đúng rương nè, khai mở ra ép á. Rồi sau khi mở sẽ có mấy cái túi nguyên liệu hoa hồng, trắng, vàng, đỏ, lam, lục, tím, đen, dây lụa. Dây lụa này em mình mua tiền vạn rồi nè. 7 vạn một cái thì mua 1.000 cái em mình tiền vạn thế là khá xong. Đây là bình xu nè. Lúc nãy Khải ép sẵn rồi nên là Khải không cho em thấy do bình cửu này, do lụa này đó. Và sau khi ăn thì sẽ có vật phẩm cá nhân bằng hồi tháng 7. Đây là bên tiền vạn nè. Ở bên này, ở lần này anh bên tiền vạn thì một cái 5 triệu 1.000 cái sẽ được 5 tỷ. Đó, bên tiền vạn này Khải ép rồi. Thì tốn 150 cái điện tống kim với lại 7.000 vạn. Đó. Thì nguyên liệu ép thì gồm tất cả bông hoa, trắng vàng, hồng xanh, lục lam. Rồi, mấy cái bông này. Nói chung là cũng dễ tìm thôi. Cái lụa này, cái này tốn điện tốn kim. À, yêu cầu phải sử dụng 1.000 bó. Cái này sử dụng 1.000 bó sẽ có cái cây gậy này và cánh sẽ được kinh nghiệm hay cả thị tinh tinh hồng. Rồi. Rồi, có gì khác biệt không? Sau khi anh cũng có được thiệp cá nhân và văn hội, không có gì khác biệt. Ngẫu nhiên một trong người đứng sau.
Nó như sẽ được bật chân đơn, hết chân đơn, chân đơn. Rồi, trở đến với Evan Tiền Xu. Một cái 15 triệu thì 1.000 cái sẽ được 15 tỷ. À, nếu bây giờ là sẽ được 15 tỷ. 15 tỷ sẽ được khoảng 50% kinh nghiệm. Chắc lần này úp khoảng 124, khoảng vài chục phần trăm. Rồi, mảnh hiệp cốt, nhu tình ông ban và bông tiêu. Sức tố chứ giờ mảnh ngựa như bình thường rồi đây mà. Không gì khác biệt. Pháo Vu Lan. Sau khi ăn xong sẽ có 60 pháo sẽ mở ra được mấy cái này đi đốt pháo. Rồi, ok, đốt pháo ở Giang Văn Thôn. Như vậy thôi. Bột nếp dùng để sử dụng một sen à, không có thành anh tiên hùng mẹ đây. Sau khi ăn xong 1.000 cái sẽ có khăn tròn tặng mẹ, thì mình sẽ ăn được 50 cái này nữa, cũng không có gì khác những event trước này mà. Sẽ được thiệp thiệp thiếu nhi, kỹ năng tiềm năng, dán sao bào, kim cương bào, cố gắng tìm cái kỹ năng đồ này nọ, đánh công thành chiến hợp lý luôn. Bài màu xanh, màu xanh, màu xanh hóng binh, đèn hoa đăng, à, đèn hoa đăng, đèn kỹ năng tiềm năng, mình đã mất tiếc là hán về nhà thông kinh chung quyền không có gì thay đổi này, mà thay đổi ở đây này sẽ có vòng sáng màu xanh này em ơi, sáng màu xanh dưới chân này cộng 200 sinh lực đó, hạn sử dụng 20 ngày thì có nhân văn hỏi và sẽ được ngẫu nhiên xét một trang bị hiệp cốt nhu tình định quốc an bang người tôi phiếu càng khôn lấy bao kiếp bất đại bất tiểu hay chữ giới. Ok, cũng như nhau, không có gì khác những em bình trước nha nè. Ok, bây giờ sau khi tham khảo sơ qua thì chúng ta sẽ tiếp tục anh cho anh em xem nha. Không gì khác nữa mà. Rồi, vui. Anh em đang xem thì cho một like chia sẻ ủng hộ chơi nha nè. Tiếng là hát nước luôn. Ui, chưa có một cái đèn hoa đăng nào luôn. Đèn hoa đăng kỹ năng tiềm năng đâu. Cái nhất là hai bộ nè. Không đúng. Đèn đâu, chưa thấy đèn luôn. Hộp sẽ tự dán lại hộp. Thế là hán. Mặt nạ. Chù, tổng tiền thua lỗ không nhỉ? Lên bảng bot không có luôn à. Vé sổ số, vé sổ số này vứt luôn. Tiền thua lỗ. Phúc Duyên một lần bài bot. Một hộp thạch anh. Tí tóc. Em đợi cả tí nào, nó nhanh chóng. Hello anh Lê nha, hello anh em. Trời ơi không có quyền năng tiềm năng đâu. Mình cần tiềm năng đi, đừng mong cần tiềm năng đi. Tiềm năng. Đèn hoa đang tiềm năng đâu. Chưa có luôn em ơi, còn hai chục mấy chục cái thôi. Ở Dương Châu đi, lâu lâu ở Dương Châu chơi xem. Một lần bài bot vãi trước. Nè đánh quá chạy. Một mảnh này, mảnh rương này anh thua. Mục tiêu. Ờ, sẽ thôn nè, sụp luôn. Rồi rác rồi. Ao, tiềm năng ok, một tiềm năng rồi. Kiếm cái tiềm năng nữa coi. Hai tiềm năng nhau đủ bộ đường môn nào. Bót. Tốt cấp. Gì đây? May mắn nè. Bước 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 bước. Trời ơi. Gọi lời lỗ thấy còn rác không vậy? Kim thấu lỗ. Bật tròn xíu gì vậy? 3 lần bài boss được khoảng 300 xu đi. 300 xu, mặt thạch anh 200 xu nữa là 500 xu khui. Thua 1. Gì đây? Anh thua 1 à? Bỏ 1. Biết rác cái gì rồi, còn đó, mình cần tính xong. Rồi. Một cái này cho 500 xu ở đây. Là được một kim. Đèn này nè. Nó được một kim và nút luôn. Một kim.
Kim là Kim lộ mấy bình? Kim rồi đúng không? Kim lộ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 bên tiền hồ lộ vãi chướng. 17 bên tiền hồ lộ khoảng 34 nữa một cái 3 á. Không được một cái 3. Tinh, tinh tinh su. Ba viên là cái 3 là chơi cái 6. Người 50. Cái 6 cái 7 nè. Cái 8 nè. Rồi. Thì mới có cái 8 thôi nè em ơi. Cái 8 rồi. 10 kim thu được cái 8 cái cuối cùng như này. Đồ từ từ 30 ô trống mới đâu vậy. Thu được mới một cái 8 nha nè. Bây giờ cái bỏ chỗ khác cho khỏi chặt rương nữa. Cái 8 đúng không? Thu được một cái 8 rồi. Hôm nay không biết hồi vốn này mới có một cái 8 rồi em ơi. Chưa mở mấy cái chục 50 túi kia nữa, 50 cái dây khăn tròn mẹ nữa nè. Là mới biết được lời hay lỗ chưa biết được. Một cái 8 đúng không? Thì phải cho qua con này nó cấp cái luôn. Con này có đồ à. Một cái 8 rồi. Để bỏ qua con ếch này bớt à, chặt rương quá. Này nguyên liệu khai quá trời này mà rớt quá trời nguyên liệu. Biết lời lỗ nè, thấy tương đối rồi á. Cái 8 bỏ này bớt chặt rương. Lại nó chặt ở chỗ mười mấy bên điện thông lộ như boss này nè. Rồi thì tinh nè. Quá tiểu đại đã qua thì đi cánh luôn. Mít nè nè. Nè mấy người sốt luôn rồi. Trong rừng cái anh tiếp anh em. Để mình còn dài nữa mà. Cái bên này em mình vu lan báo hiếu nha mọi người. Rồi tiếp tục khui cái cuối cùng nè. Cái mày mánh bỏ đi. Bỏ đi cái cuối cùng nè. Đó gì đây. Trời ơi càng khôn chắc chắn có rồi à, càng khôn cho 2 kim rưỡi nữa đi. Thì được khoảng 2 kim rưỡi 1 kim 8 hả. Nãy 1 kim 8 đúng không em. Với 2 kim rưỡi nữa khoảng 4 kim 3 đi. Càng khôn nè 4 kim 3. Thế chuyện giới chán vậy. Sinh lực kháng cả năm, sức lực kháng cả năm này 500 xu nữa đây là 4.8, 4.8, cái đồng anh nữa đủ xem hoa nhiều vậy, buổi trong một set rồi giờ set mới nữa, đi hồi set này đây em chặt rương nè, mới xem là anh này mấy tháng này, là anh này đến ngày 1, 2 tháng rồi, 2 tháng này mà, anh này 2 tháng cũng ok đấy, mình đi bỏ cái set cũ luôn, set cũ không giao dịch được nữa là đỡ nó cũng chặt rương nè mà, rồi, đó. Sau khi ăn xong thì được 4k3 rồi 4k8 rồi 4k8 rồi đi hủy cái này nó chặt rừng 4k8 rồi đúng không. Cái gì đây hộp quà báo hiếm mấy người đã sử dụng này. Trời ngựa chán đợi ngựa rồi đợi hủy có vòng sáng dưới chân rồi nè mà thành ít máu còn ngon đấy. Rồi hồi sáng của anh cũ ấy 4 tháng 7. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục. Giờ là cái càng khôn hãy cắn cái cho nó khỏe nha, tính sâu nha. Cắn này. Đó. Lên 2 kỹ năng ok chưa? Rồi, up được 1 cấp. Up được 1 cấp. Tăng 2 kỹ năng rồi đúng không? Dư điểm này. Đó, thu được 4.8 rồi, từ từ tính tiếp, rồi mang cái nọ tống kim vô test lực đam mà. Thì 7.800 mà. 7.8 rồi ok rồi ok giờ mở tiếp cái này nha em lên môn phái ok lên đường môn mở 50 cái túi cuối cùng nha em môn phái đường môn này lên báo hiếu đi vui làm báo hiếu đúng không vô chỗ ông trưởng môn vô phòng chính vô ông trưởng môn ngồi báo hiếu ông tí nè trước khi ăn cái đó thì phải ăn em mình tiền vàng luôn nha em phải ăn em mình tiền vàng 1.000 cái nha em ơi. Em mình bỏ hồng lục sắc luôn. Em hết cái này nè, cái này chỉ lấy kinh nghiệm thôi không có gì anh em ơi. Cái ba cái gậy trường cái gậy này lấy kinh nghiệm nè, gậy tiền gậy đèn cha nè. Ơi nhân hiệp cốt à? Chết mẹ rồi. Nó phải mất chiếc nhân hiệp cốt à? Không sao, nhân hiệp cốt nhiều anh. Vãi đạn. Đồ quên em hai cái nhân nhỏ quá không đợi không sao nè. Tại vì cái nhân hiệp cốt 24 phải nhiều lắm, còn chiếc nữa. Không sao. Cũng gì đó không sao nè mình
À, cả anh em bên tiền vàng á, úp được gì đây, em bên tiền vàng ép khoảng được như là gần gần 10 tỷ nữa, gần 10 tỷ nữa, được chắc khoảng mấy chục phần trăm. Anh thấy cái này đây, rồi vô chuyển môn đứng chơi luôn. Mỗi hạt anh được 50 là mỗi loại nha em, 50 khiên tròn mẹ nhưng mà khải mất cái 48 là thiếu này, 43 thiếu nữa. Anh hai mình được 1.000 1.000 mốt cá nhân, từ 1.000 mốt băng hồi để nộp đó. Rồi 40.000 nữa anh được phải không? Rồi bỏ cái này xuống, tiếp tiếp vô đây. Hiệp cốt thôi em, hiệp cốt thôi. Ăn ban đâu mà hủy được. Rồi ok này, lần này khui nó đang có đẳng cấp rồi nè. Lần này khui cái gãy thằng cha mới ngon nè, khui nha. Kiếm phi phong này, là còn này thứ mấy, này thứ hai đúng không? Này thứ hai. Đủ này thứ hai, giờ lỡ lại phi phong sao mang ta? 1, 2, 3. Cái này chỉ đỡ mai khui nè. Cái chiếc gãy thằng cha này đỡ mai khui ra mà đỡ lỡ đâu ra phi phong á. Còn đánh công thành nè. Tại vì hôm nay mới thứ hai à. Nên là cái đó cái... khả đã dành nha năm thứ hai là chậm nhất khoảng khoảng thứ tư khả sẽ khui cái này nha năm, thứ tư khả sẽ khui cái này nha, đỡ rồi thứ tư khả sẽ khui cái khăn tròn thành mẹ chứ, đỡ tiền phi phong nha năm. Còn năm này khui cái này lấy cái tiền kinh nghiệm, lấy kinh nghiệm này, cái này chiếc gà tiền cha thì chỉ tiền vạn thôi, nó không có phi phong. Rồi à, hẹn anh em là hôm đó sẽ mở cái này xong. Ok mà cái đó nữa mới biết được lời hay lỗ. Em ơi tầm này thì sợ mới thu được 4k8 thôi, mới thu được 4k8, nói chung là được nửa tiền rồi. Anh em hóng lần sau nha, hóng lần sau cả anh 48 cái này nữa thì mới biết lời hay lỗ luôn nè. Nếu mà ra phim phòng kiến năng nào này nọ thì sẽ rất là ngon nè. Đó rồi ok, này úp được tay lên nè, xấu ok ấy. Rồi được, hãy chọn cái này nè. Anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải một like sẽ ủng hộ chơi nha. Và bây giờ Khải sẽ đi tống kêu nè em ơi, mới cánh yêu mới cánh hai cần khôn lên tay lên khá nhiều nè em ơi. Đó rồi đi tống kêu thôi, để dành 48 cái này ít thôi mà anh đã đánh công thành rồi nè, đỡ lái phi phong đánh công thành nha. Chứ giờ ra thì cái phi phong này chỉ có 3 ngày anh em, nói rằng có 3 ngày à, thì nó rất là phí nè. Đến ngày công thành lại không có phi phong thì ban lại lỗ nè, mất một người như vậy thì rất là lỗ. Giờ Khải sẽ cố gắng đỡ gần ngày thứ tư Khải sẽ mở nha. Rồi ok nè, kính chúc em một buổi xem video vui vẻ nha.